Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và YouTube Chuyện Lòng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 129 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và đặc biệt các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược với Minh Triều tập 129. Lại nói, bên trong thanh dương cung cảnh giới nghiêm ngặt, đâu đâu cũng là quân binh tuần tra, bố chính sử an đại nhân cũng vội vàng chạy ra ngoài sắp xếp nha môn tuần kiểm tất cả thanh lâu tiểu quán và quán trà hiệu ăn thuộc vương cơn giận trương nguy hắn nóng này nói nơi thanh tịnh như thế này cũng chẳng thanh tịnh nổi nữa rồi rút cục kẻ nào lại to gan bằng trời dám coi thường quốc pháp như thế này đây ở bên ngoài đằng đằng ùa vào một tên thị vệ mặt lấm tấm mồ hôi vội vàng bầm báo khơi bầm vương giá Thục vương định thật lại ngắt lời y nói Sao bắt được thích khách rồi Dương Lăng thì bằng quang đứng nhìn Thấy thần thái ông ta vui mừng không như giả tạo Trong lòng lại càng sinh nghi hơn Chỉ nghe tên thị vệ đó úp mà nói Vương, vương gia thích, thích, thích khách gì ạ Tuy chức là từ tự châu ngày đêm chạy đến Thế tử đơn độc vào thành lăng tiêu chấn an đô trưởng man Không ngờ bọn họ vòng ân bội nghĩa Giảm giữ thế tử bắt triều đình trục xuất người Hán ra khỏi đất nước của họ, xin vương gia mau chóng phái binh ứng cứu thế tử. Cái gì? thuộc vương hoảng hốt, ông ta nhảy ngay xuống đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ít hầu phát ngọt, sắc mặt chuyển từ xanh sang đỏ, há hốc mồm chẳng thốt lên được từ nào. Tiếp đó, ngã lại lên giường, ngất xỉu. thuộc vương nghe nói thế tử bị man nhân bắt làm con tin, trong lúc kinh hoàng, tức giận đã ngất xỉu. Trong thanh tâm cát lập tức nổi đại loạn. Dương Lăng và Chu Nhượng cận ở gần nhất, cả hai vỗ vàng bổ nhào qua một tả một hữu mà đỡ lấy Thục Vương. Chu Nhượng cận ôm phụ thân vào trong lòng, nóng lòng sấp ruột đến nỗi gân xanh kiên chán nổi cả lên. Phong thái tao nhã thường ngày hoàn toàn biến mất, khan giọng hô hoán, mau gọi Thái Y, mau, mau! Dương Lăng kỳ thật cũng là có giọng ý khác, bởi vì trong lòng chưa hết nghi ngờ, hắn còn lo lắng đây lại là trò đùa khác của Thục Vương. Thế nhưng đưa tay ra đỡ, tay phải nắm chặt lấy cổ tay của ông ta tuy chỉ trong chốc lát dương lăng cũng đã yên tâm từ bỏ nghi ngờ da thịt lạnh lẽo gần như không còn cảm thấy được mạch cánh tay nữa thuộc vương thật sự đã ngất đi rồi nếu việc ngất đi có thể đóng giả được nhưng việc mạch và nhiệt độ cơ thể thì làm sao có thể giả vờ được đây trừ phi ông ta chính là cao thủ võ lâm tuyệt thế trong truyền thuyết mà theo dương lăng biết cho dù là võ công gia nội chính tông của ngoan siêu cũng không đạt được cảnh giới khống chế nhiệt độ cơ thể và khiến tim đập yếu ớt như thế này lúc bây giờ lý sâm sờ sờ cái mũi về mặt quái dị mà dò thám dương lăng hắn thầm nghĩ dân chúng đồn đại dương đại nhân là tiên sát tính sao chổi hạ phàm xem ra quả thật không sai mà đi đến đâu sát phạt đến đó người hắn muốn đối phó chắc chắn suy quả lắm đây lần này ta đứng đúng đội rồi đây thay đến lại ấn nhân trung rồi lại châm cứu nấu thuốc một phen ròng dã thục vương mới là mờ tỉnh dậy ông ta vừa tỉnh dậy liền vội vàng nói nhanh lập tức đưa cô vương đến tự châu cô vương muốn đích thân đàm phán với đô trưởng man nhân kia chu nhượng cận và đám người an văn đào lên thanh khuyên can bộ dạng hiện tại của thục vương làm sao có thể chịu nổi đường xá xa, xa xôi nếu như chịu khó đi thuyền cũng có thể đưa ông ta đến tự châu được chỉ sợ lúc đến nơi thế tử chưa được cứu mà ông ta đã quy tiên rồi thục vương lắc đầu liên tục nóng nảy nói không được cô vương phải đích thân đi không thể thất thứa với đô man trưởng nếu không thế tử sẽ gặp nguy mau nhanh chóng chuẩn bị xe kéo dương lăng lặng lặng nghe đến đoạn này liền cất tiếng nói vương gia nếu đô man trưởng bắt thế tử làm con tin yêu cầu người hán quan hán lui ra khỏi lãnh địa của bọn họ tất nhiên cho rằng họ nắm chắc phần thắng thế tử tuy rằng đang ở trong tay của họ nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng vương gia bệnh thể truyền xấu sao có thể đi đường xá vạn dặm được chi bằng phái sứ giá đi dùng lời lẽ lá mặt lá trái với bọn đô man trưởng ổn định bọn chúng trước tiếp đến bảy mưu tính kế sau thục vương sau một lúc nói chuyện thì thần sắc lại kém đi rất nhiều ông ta cười khổ nói đô trưởng man từ xưa đến nay hung tàn hơn nữa cũng không xem triều đình ra gì cả bọn họ hoặc là không động thủ hôm nay đã giảm giữ thế tử chắc hắn đã chẳng kiên kỵ gì nữa rồi chỉ sợ chỉ sợ giờ cô vương có đuổi đến cũng đã muộn rồi kìa thục vương nói tới đây một trận ho sặc sụa, rồi lại ngất niệm đi thấy y vương phủ vội vàng nói vương gia thân thể suy yếu lại chịu đựng kinh hãi âu lo tại hạ dùng dược thạch ổn định bệnh tình vương gia trước vậy thế nhưng nếu vương gia lại hoảng loạn ngất đi lần nữa tính mạng có thể gặp nguy chu nhận cận thở ra một hơi lạnh kéo lấy thái y nói vương thái y bất luận như thế nào nhất định phải bảo toàn tính mạng cho phụ phụ thân của ta trăm nghìn vạn lần người người nhất định phải nghĩ ra cách kia Vương Thái Y mặt đỏ lộ ra vẻ khó khăn mà nói Điều này trừ phi tạm thời không để vương gia tỉnh giấy Tại hạ hoặc giá dạ, còn có thể ổn định bệnh trạng được vương gia Nếu không nếu không cho dù có là hoa đả tái thế E rằng cũng không còn cách nào khác cả Chu Nhật Cận sừng sốt Kinh sợ buông cả ra Chân trừ và nhìn về phía Dương Lăng và đám người An Văn Đào Thục vương là người đứng đầu nước thục này Thế tử lại rơi vào tay của Man Di Không để vương gia tỉnh lại nghị sự Làm sao có thể được đây Chẳng may Thế Tử vì thế mà mất mạng, ai cắn đáng nổi trọng trách này đây. Tuy Chu Nhượng Cận là con thứ của Thục Vương, nhưng Y lại là thân phận con của vợ kế. Nếu như Thế Tử không còn trên cõi đời, Y sẽ là người được chọn lựa duy nhất. Có thể nói, nếu Thế Tử chất đi, người hưởng lợi nhất chính là Y, cho nên lúc này Chu Nhượng Cận muốn tránh hiểm nghi cũng không xong, làm sao có thể đồng ý, sẵn ý bậy được. Nhưng nếu không đồng ý, Thục Vương phải làm như thế nào đây? đối mặt với ánh mắt hoảng sợ bất lực của chu nhượng cận đám quan cấp cao nước thục như an văn đào lục chính vân vân cũng lần lượt né tránh thế tử mà to mạng thì bọn họ đương nhiên chẳng ai dám gánh nổi trách nhiệm này nhưng vì vậy mà mệt chết thục vương bọn họ đồng dạng cũng không cắn đáng nổi đến cuối cùng tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người của dương lăng trong số những người này địa vị của hắn là cao nhất gần như có thể phân hàng ngang bằng thục vương hơn nữa thân phận tách biệt Quan viên nước thục và đoàn thể lợi ích của tộc gia thuộc vương không liên quan gì đến hắn Cũng chỉ có hắn ra mặt Bất luận quyết sách như thế nào cũng không khiến người ta phải nhiều lời thị phi Dương Lăng đến Tư Xuyên lần này vốn là lo lắng hết lòng Nghĩ như thế nào để cho ra nhược điểm của thục vương Đồng thời vừa muốn phòng bị để bản thân không bị ông ta gãy bẫy Thật không ngờ hiện giờ tình thế bất ngờ thay đổi Trái lại còn muốn hắn tính toán giúp thay cho thuộc vương Dương Lăng do dự một chút rồi nói Có thể làm cho vương gia tỉnh lại lần nữa Bồn hầu có một vài lời cần hỏi ý kiến của ngài nếu vương gia còn bị kích động có kiểm chế xin thấy y lập tức cho vương gia trở lại trạng thái hôn mê ngay mọi người đều biết rằng đây là thao tác chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ của khâm sai đại thần cho nên cần phải được sự ân thuận đồng ý của thục vương và biết được giới hạn hắn có thể xử lý đến đâu ai ai cũng muốn nghẹn thở căng thẳng và nhìn về phía hắn và thái y vị thái y đó sắc mặt trắng bệch tình huống hiện giờ không thua gì phải cứu tỉnh một vị quân vương dùng thuốc và kim châm trao mệnh thúc vị quân vương đó nói ra kẻ kế thừa là ai ông ta bận môi một cái sau đó gật đầu đồng ý thuộc vương được cứu tỉnh lại ông ta vừa vừa mới mở mắt ra liền thấy dương lăng cúi người lại đây về mặt nghiêm túc nói vương gia bản hầu phụng khâm mệnh tuần tra thiên hạ nếu gặp sự việc khẩn cấp ở các nơi thì có quyền thay thiên tử xử lý sự việc vương gia mang trọng bệnh trong người không tiện lao tâm tổn trí áp hẳn trong lòng vương gia cũng đã có sự suy tính bồn hầu hiện giờ có ba việc quan trọng cần ý chỉ của vương gia trước mặt quan viên lớn nhỏ đại thục xin vương gia cho bản hầu một câu trả lời minh bạch mắt của thục vương trông có vẻ ngờ nghịch hơi thở gấp rút im lặng hồi lâu mới cố sức gật đầu được khàn giọng nói người nói đi dương lăng nói tình trạng hiện tại của vương gia không thể chủ trì đại cục một khi man tộc bảo động tình thế xoay chuyển rất khó lường bản hầu có ý muốn thay vương gia phân níu gánh vác một phần trách nhiệm không biết ý của vương gia như thế nào ánh mắt của thục vương lướt sang từng người xung quanh an văn đào và lục chính là cánh tay trái cánh tay phải đắc lực của ông ta nhưng cả hai người này một quản dân chính một quản luật pháp lần này nghĩ cách cứu viện thế tử 10 phần hết chín phần muốn động binh đao đã thế thì phải dùng đến lý sâm hơn nữa hai người này quyền lực có lớn uy vọng có cao như chăng nữa suy cho cùng cũng chẳng thay mặt được thuộc vương phủ còn về phần đám huynh đệ trong vương tộc nghĩ đến mối quan hệ tranh giành quyền lợi phức tạp kia, vương gia tức thì dẹp bỏ bọn họ sang một bên. con thứ nhượng cận hiện giờ là đứa con huyết mạch duy nhất của mình, đứa con này không màng danh lợi, hẳn nó cũng không thèm muốn cái ngôi vị vương gia này, nhưng nói như thế nào thì nó vẫn là con thứ, khó lòng phục chúng. cộng thêm tuổi tác còn nhỏ, bình thường chỉ thấy nó ngâm thơ vẽ tranh, ca phú tự tiêu, về mặt chính sự e rằng nó chẳng hiểu gì cả. đương nhiên bản thân mình xưa nay cũng chẳng ra phó bất kỳ chính vụ nào cho nó. Hey. Thục vương khẽ thở dài một cái Hoàng gia vì để tránh cho huynh đệ trong tộc bất hòa với nhau Ngoại trừ thế tử gia Tất cả các hoàng tử còn lại Một khi trưởng thành liền được phái đi các nơi Nếu không có chỉ ý Thì không được phép trở lại kinh thành Các phiên vương cũng đâu khác gì hơn Kết quả đến cuối cùng Muốn tìm một người thân thuộc đáng tin Để giúp đỡ cũng chẳng có Ông ta đành buồn bã mà gật đầu Dương Lăng lại nói Bổn quan sẽ dốc hết sức bảo vệ thế tử Trở về an toàn nhưng những điều kiện mà đô trưởng man yêu cầu vương gia thực hiện như lời hán quan ra khỏi tự châu ý kiến của vương gia như thế nào cô vương hiểu rồi giọng nói của thục vương mỏng manh yếu ớt gấp rút hít cả một hơi rồi lại tiếp tục nói cô vương hiểu được ý của ngươi phủ khắp thiên hạ nơi nào chẳng phải là vương thổ không thể không chấp nhận điều kiện rời khỏi tự châu nếu được chấp thuận các bộ phận thổ ti cũng theo yêu cầu này ba thục sẽ không có ngày yên bình Ngoại trừ điều kiện này ra Tất cả đều có thể đồng ý được Bất chấp tất cả trong ba vương phủ Cũng không thành vấn đề gì cả Dạ vâng Thế nhưng tận lực mà thuận ý trời Nếu sự việc không thành Cũng mong vương gia thứ lỗi cho Thân hình của thục vương khẽ rung lên Con người bỗng dưng trận tròn Nghi hoặc nhìn Dương Lăng một lúc Dương Lăng thản nhiên mà đối mặt lại Cuối cùng ba vương nhắm thịt hai mắt lại Thống khổ gật đầu đồng ý Dương Lăng thở phào một cái nói Thứ ba bất luận có cứu được thế tử hay không đô trưởng man cả gan bắt giữ thế tử phản loạn triều đình việc này dù sao cũng phải có biện pháp xử lý giải quyết như thế nào cho tốt vẫn xin vương gia chỉ dạy thuộc vương thấp giọng nói trừ tộc tạp cứ dễ nảy sinh tranh chấp với nhau năm đó thái tổ hoàng đế phân phong thiên hạ phiên vương các nơi đều đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để chấn giữ một phương duy nhất chỉ có tổ tiên ta lấy lễ, lễ giáo thủ tân thủy cảm ơn giáo hóa có được sự bình an dân tộc an lạc ngày càng thịnh vượng ai cũng được bình đẳng nhận ân huệ như vậy vì vậy ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ ra nếu không đừng bao giờ động đến binh đao cả nhớ lấy hãy nhớ lấy dương lang gật gật đầu cất cao giọng nói người cầm binh tất kẻ giết người thời khắc đến át bị cắn trả vì vậy tối kỵ nhất chính là bạo lực kiềm chế do dự không quyết cần dứt khoát lại lưỡng lự tất gánh chịu hậu quả trước khi sự việc tự châu kết thúc cung thanh dương cần được yên tĩnh bất kỳ ai cũng không được quấy nhiễu vào hắn đứng phát dậy rồi ngang nhiên nói dương lang ta chịu sự ủy thác của thục vương điện hạ từ giây phút này trở đi làm chủ việc ma thục trong cung thanh dương không được truyền bất cứ chuyện phiền phức nào quấy nhiễu sự thanh tịnh của điện hạ kẻ nào làm trái bổn hầu mời thiên tử kiếm trảm thú hắn nói câu này nghĩa là trừ khi thục vương lành bệnh nếu không trước khi chuyện từ châu kết thúc trong cung thanh dương bất kỳ kẻ nào cũng cấm ra vào cung truyền tai báo cáo bất kỳ tin tức nào cho thục vương nhưng thật ra hắn làm vậy là vì nghĩ cho tính mạng của thục vương hơn nữa xử lý quân sự điều tối kỵ nhất là có người không ngừng ra chỉ thị phía sau can dự vào cách xử lý của tướng lĩnh có thể nói là phụng vương lệnh thế nhưng chúng quan viên cũng có người bất mãn nghi hắn chỉ là chim khách mà chiếm cả tổ nắm cả đại quyền trong tay nhưng cũng chẳng dám lên tiếng dị nghị gì cả dương lăng quyết đoán như vậy kỳ thực cũng vì phát hiện ra đây chính là thiên cơ nghìn năm có một có câu canh ngươi bệnh lấy mạng ngươi nếu như muốn danh chính ngôn thuận nắm đại quyền của ba thục không có cơ hội nào khác tốt hơn chính là cơ hội lần này hắn vừa ngoảnh đầu đã bắt tay vào điều binh canh giữ cung thanh dương cách ly thục vương với thế giới bên ngoài như vậy liền hóa bị động thành chủ động nắm thiên tử mà lệnh chư hầu sự nguy hiểm của bản thân cũng được giảm xuống mức thấp nhất nếu như thục vương bị hắn tra ra được chứng cứ tạo phản đây đơn giản chẳng khác nào bó tay chịu trói tuy nhiên Xem tình hình này, đối với việc tục vương mưu phản, Dương Lăng càng lúc càng hoài nghi, ông ta chịu giao quyền hành cho hắn, tuy là bất đắc dĩ, nhưng nếu người trong lòng có mưu đồ, sẽ không dễ dàng đồng ý đến như vậy. Trừ phi gã Chu Tân Hàn này có tâm địa thâm hiểm như nhạc bất quần, nhưng nếu gã có tâm cơ và lòng dạ thâm hiểm đến như vậy, lúc thế tử đến tự châu, chỉ sợ gã đã sớm tiên đoán bố trí từ trước rồi, làm sao để cho thế tử bị bắt như ngày hôm nay được mà dư vào thế bị động như vậy đây. Sau khi Thục Vương nghe xong lời Dương Lăng nói chỉ cựng cười một tiếng rồi im lặng không nói. Dương Lăng vái chào thật dài. Xin vương gia an tâm tính dưỡng, mọi việc đã có ta. Dứt lời, Dương Lăng rút lui ba bước, chắp tay, nghênh ngang rời đi. Lý Sâm khụi khụi móng tay thi lễ nói. Mời vương gia nghỉ ngơi. Sau đó cũng rời đi, chỉ trong chốc lát các quan viên cũng lần lượt cáo tử. Chỉ còn lại mỗi chu nhượng cận đang đỡ phụ thân ở lại trong đại điện lạnh lẽo và trống vắng. Thục vương nhìn ra cửa chậm rãi nói Cô vương vừa mới đồng ý ủy quyền Dương lăng cũng thật quả quyết Chấp lấy thời cơ này Vừa không phải bị hiểm nghi Lại có thể nắm toàn bộ quyền ở trong tay Đây quả thật là một nhân vật đáng gầm Hoặc giá nạn ở tự châu Người này cũng thật là lựa chọn tốt nhất Để giải quyết vấn đề rồi Về mặt Trung Nhật Cận Cũng đầy thưởng thức nói Nước thuộc phần đông là bộ tộc triều đình tuy có ý khống chế từ xa nhưng trong năm nay những bộ tộc này đều không chịu giáo hóa không chịu hòa nhập có nơi thổ ti lo lắng người hán không ngừng vào lãnh địa mình cư trú Bào mòn quyền uy của bọn họ có nơi thổ ti trong lòng cắt cứ giá tâm nghiễm nhiên nước nằm trong nước dẫn đến khó lửa không ngừng thường xuyên xảy ra xung đột từ việc dương đại nhân chấn áp bọn giặc qua và cường đáo là có thể nhận thấy rằng dương lăng ân uy đều có đủ cá mềm rắn nắn buông có thể lôi kéo thì lôi kéo nếu không lôi kéo được thì đánh đôi trưởng man xưa nay hóng hách 10 phần hết 98 phần là dương đại nhân sẽ động binh dùng cường thế đánh áp dằn đe các bộ tộc khác trên đất thuộc này chỉ mong dương đại nhân cứu sống được vương huynh trước nếu không một khi khởi binh thì thuộc vương vừa nghe vừa khẩn trương nói có thể không động binh nghìn vạn lần là không được động binh kìa nơi ở của bọn man di rất hiểm yếu trăm ngàn đại quân chiến đấu trên 10 năm cũng chẳng thể đánh bại được một tộc người thời đại triều hồng vũ thì đại minh ta đã muốn cải thổ quy lưu thiết lập quan viên giờ người hán đối phó với tộc man di kết quả chinh chiến liên miên không ngớt chẳng có thành quả vì vậy mới thiết lập ra tổ ti dùng man di trị man di nay một số tộc lạc vốn dĩ đã âm thầm dục dịch tìm cớ mà sinh sự thế thì há có thể căng thêm dây đàn được mà thêm dầu vào lửa nữa đấy ông ta nói liên tục như vậy khí lực đã chống đỡ không nổi nhưng lại cắt cao nắm lấy tay của trung nhượng cận nói nếu quả thật gây chiến ba thục ba thục sẽ không còn ngày yên tĩnh nữa rồi tuy ta đã ủy quyền cho hắn nhưng không nói ba thục phú sẽ không can dự vào chuyện này còn mau đi nhất định phải cùng dương lăng đến tự châu tùy cơ ứng biến cố gắng không được để chiến tranh xảy ra trung nhượng cận lo lắng mà nói bệnh tình phụ vương trầm trọng như thế này còn sao có thể không ở bên cạnh người đấy điều này khốn kiếp mà người lại chẳng phải Lăng chung ở đây làm gì đi đi tìm vương phi và tương nhi đến đây để cho bọn họ chăm sóc cho ta là được rồi dạ 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 vâng dạ vâng chu Nhật cận thấy phụ thân đã giận dữ không dám nói gì chỉ đành vâng vâng dạ dạ đồng ý không được không được ta phản đối đại nhân thân chính đến tự châu vừa mới nghe dương lang nói về mục đích thật sự đến tứ xuyên lần này ngô hán siêu đã lo lắng nói đại nhân đến tứ xuyên có mục tiêu trọng đại hơn nếu ta mà là thục vương hơn nữa lại còn long mang lòng ưu phán nhưng mọi mắt đều chưa vào tư thế sẵn sàng trong lúc biết được mục đích thật sự của đại nhân đến tứ xuyên trong lòng hoàng loạn lấy lùi mà tiến giao ra binh quyền rồi mượn tay đôi trưởng man mà giết đại nhân thì lúc đó nguy rồi cách tốt nhất là chúng ta đã cầm binh quyền trong tay khống chế thục vương cho dù có ý mưu phản thật thì ông ta cũng như hổ dụng răng nguy hiểm cho đại nhân sẽ giảm xuống mức thấp nhất nhân lúc điều động quân đội chỉ huy tác chiến để sĩ binh hình thành nên thói quen phục tùng lý đại nhân còn có thể nhanh chóng gây dựng uy vọng cho lý đại nhân ở bên trong quân đội từ đó nắm giữ sức mạnh quân sự còn về phần nguy hiểm đại nhân chi kế bách xuất bách chiến bách thắng bất kể là thắt bát, hoa khấu hay là hải tặc tây dương tất cả đều phải thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió cả đồ man trưởng này nam nữ lão ấu trong tộc cộng lại cũng không quá ba trăm người có gì đáng sợ đây nếu như thục vương thật sự mưu đồ tạo phán như người nói chị e sẽ biến khéo thành phục mà thôi liễu biêu ho nhẹ một tiếng nói trừ vế xin nghe ta nói một câu đi sĩ tốt có thể chinh chiến với đô trưởng man cho dù cũng thêm lưu dân người hán sơn tạc cường hoành và quân lính đào tấu cũng không quá mấy trăm nghìn người bọn họ phân tán cư trú ở cửu ti lăng tiêu đô đô trái ba tòa thành trì này mỗi thành không quá ba ngàn người nhưng ở đó địa thế hiểm trở một người chấn nãi vạn người không qua được đây chính là nguyên nhân nho nhỏ mà đô trưởng man dám chống đối với triều đình kia dương lăng trầm tư chậm rãi ngồi xuống ghế nói ta đã phái đại bổng chủy lĩnh 300 thân vệ đi chấn giữ ở cung thanh dương tên này rất trung thành ngoại trừ bản thân ta xuất hiện hủy bỏ mệnh lệnh nếu không bất kỳ ai cũng khó lòng mà ra vào chỗ thục vương thì không phải lo lắng bất luận là gã giả đó hay là thật sự có mưu đồ tóm lại cán dao đã nằm trong tay ta Giờ dạ, bác thục là ta làm chủ Chúng ta nên tính toán một chút về tình hình bên tự châu Đường đường là thế tử phiên vương Là bị bắt giữ làm con tin như vậy Chuyện này suy cho cùng Cần phải giải quyết trước kìa Lý đại nhân Người có hiểu biết gì về đôi trưởng man hay không Lúc bấy giờ Lý xâm vút cằm nói bẩm đại nhân Sau khi thi chức đến nhậm chức Từng chọn đọc tài liệu quân sự Đối với bộ lạc thổ ti các nơi ở Tứ Xuyên Cũng có chút hiểu biết Nghe nói đôi trưởng man là hậu duệ của người Bắc Thể Hán. Hơn trăm người bọn họ lập thành một thôn đời đời sống tại địa phận tự châu. Bọn họ sùng bái hoa thần, thích vẽ vời trên các vách đá. Người chết thì được treo dựng đứng ở trên các vách núi vậy. đồ trưởng man này tính tình hung hãn khó thuần, chưa bao giờ chịu sự giáo hóa cả. Cho dù có đầu hàng, vẫn thường xuyên lấn biên quấy giày xâm lược huyện ấp xung quanh. Đại minh ta lập quốc hơn trăm năm nay, các triều như Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Cảnh Thái Chính Thống đã từng động binh đao với bọn họ bọn họ chiếm cứ thành lăng tiêu là một tòa thành được xây dựng dựa theo vách núi ở thầy tống dùng để chống lại quân Bông cổ bốn phía đều là vách đá dựng đứng hiểm trở vô cùng thành kiểu ti nơi Đô trưởng man cư trú tứ phía đều là vách đá dựng đứng cả hiểm trở khó bám phạm vi trong vòng 30 dặm chỉ có vẻn vẹn một đường hẹp quanh co là có thể ra vào được quan binh đi lại gian nan đô trưởng man lại xem như đất bằng qua lại không ngớt ở bụi có bụi gai khó lường được hành tung giữa năm thành hóa Triều Đình từng phái hơn 200.000 đại quân chính là bị cản trở tại vị trí này, đánh suốt 4 năm dòng, không công mà lùi. Dương Lăng nghe đến đây hít một hơi thở lạnh, dù sao hắn cũng là người hiện đại, quân đội hiện đại, làm gì có chuyện ỉ lại vào địa hình hiểm trở, phi cơ đại pháo, đạn đạo hỏa tiễn, bất kể là địa phương nào. Đừng nói là 4 năm, 4 ngày cũng đủ để tâm thành cho bụi, thế nhưng đường đi dài 30 dặm, hơn 200.000 đại quân mà đánh đến 4 năm dòng rã vẫn không đánh hạ được, thì rốt cuộc đường đi đó hiểm trở đến nhường nào đây? Lý Sâm tiếp tục nói Năm Thành Hóa Tháng 3 năm Nguyên Chư trại đô trưởng man khởi binh Đánh chiếm các huyện Giang An Triều đình phái đô đốc Nguyễn Thành Chi Chiêu An Đô đốc Nguyễn Thành tuyên bố chạy chủ, Các trại đô trưởng man đều thủ chức quan Hưởng bồng lộc triều đình Tù trưởng đô trưởng man vô cùng vui sướng Xóa lính gần 300 vị chạy chủ Đến triệu hàng nhập yến Thật không ngờ Giám quân ngự sứ Uông Hào Đại Nhân đuổi đến tự châu Cho rằng đám chạy chủ này Đều là kiêu hùng ở trên chiến trường lấy một địch trăm nên nhân cơ hội mà giết chết đi nhằm trừ hậu hoán thế là đem tù trưởng và các chạy chủ đến nhập yến gồm 270 người đều đi giết sạch từ đó đô trưởng man kết thù khó giải với triều đình không còn tin vào chiếu an của triều đình nữa kìa tháng 10 cùng năm đó đô trưởng man đến quý châu giả vờ đầu hàng chỉ huy quý châu là đinh thực còn chưa hay biết việc quân ngự giữ, dụ hàng giết chết gần 300 thủ lĩnh của đô trưởng man thế là ra thành nghênh đón kết quả phục binh tứ phía Quan quân hơn 5.000 người chết ngay tại chỗ Đô trưởng man còn chưa hả cơn giận Tháng sau lại bày mưu dụ uông ngự sứ đêm khuya đến trưởng ninh Kết quả quan quân lạc đường giữa núi sâu đêm khuya Nhân mã rơi xuống vách đá mà chết không đếm xuế Đô trưởng man không xuất một binh mà đại quân tự diệt lẫn nhau Triều đình giận dữ lại phái đại quân tập kết tại tự châu Áp dụng biện pháp ăn mòn từ từ trong vòng năm ngày liền đốt chạy hơn 700 thôn trái dồn toàn bộ đô trưởng man lên trên núi sâu song phương thẳng co không ai chịu thua kết quả là đô trưởng man quả thật khổ không kể xiết nhưng đại quân triều đình cũng không tài nào chống đỡ được với tiền và lương thực khi trường kỳ chiến đấu như vậy cuối cùng hai ngầm hiểu lẫn nhau bùng xuôi sống chết mặc ngơi dương lăng trận mắt há hốc mồm ngồi nghe cả buổi chợt nhớ ra thời đại trước khi lập quốc hai quân giao chiến động một cái là phải trả giá hơn mấy trăm ngàn sinh mệnh chỉ cần chiến lược thỏa đáng chỉ cần hai ba hôm thôi thế như trẻ tre giết đối phương không hại nghìn dặm đó là sự lãnh đạo hùng tráng đến mức nào đây nhưng quân đội như vậy thủ ban đầu khi có được thiên hạ đối mặt với sự tồn tại của đội ngũ thổ phỉ ở bên trong rừng sâu núi thảm như bây giờ lại hao tổn của tâm đại quân không thể nào tiến lên được trong hỏa lực binh khí không thể nào vận chuyển vào trong đây quả thực là đại pháo dùng để đánh mũi không có đất dụng võ còn phải thời thời khắc khắc phòng bị đánh lén và cướp giật lúc đầu là dùng biện pháp gì để mà tiêu diệt bọn chúng được đây Dương Lăng đứng dậy, bước đi qua lại ở trong phòng, nhưng nghĩ cả nửa buổi, trong đầu cũng không nghĩ ra được cái gì cả. Ngẫm nghĩ cả buổi không ra được phương án, tuy nhiên trong lòng Dương Lăng, chỉ ít cũng để lại một ấn tượng chính xác, đó là đánh đôi trưởng man này không giống với tác chiến đại quân đoàn thắt đát, cũng không giống với việc tiêu diệt giặc oa ở vùng sông nước Giang Nam, khó lòng ỉ lại vào số đông của đại quân quan phủ được. Dương Lăng nghĩ đến đây, lên hạ lệnh. Liễu Biêu, người đến tự châu trước, cố gắng tập hợp tất cả tình báo, trận chiến này 10 phần thì hết 8 9 phần là dựa vào tình báo của thủ hạ ngươi. Còn lấy đại nhân, xin lập tức hồi doanh triệu tập chư tướng, điều động các lộ đại quân quân đội ba thuộc đến tự châu. Bất kể là đánh hay không đánh, dù sao cũng cần tạo nên thanh thế rền vang. Ngô Hán Siêu lập tức chuyển cho các quan viên văn võ như bố chính sứ, án sát sứ, thành đô chi phủ vân vân đến nghị sự tạo doanh, hành khâm sai, bổn khâm sai muốn điều động lương thảo của quân nhu mọi người vội nghiêm nghị đứng dậy ai nấy chắp tay tán thành tống tiểu ái đứng dậy chớp đôi mắt tròn xe nói đại nhân còn còn ta thì sao người đấy à dương lăng mỉm cười một cái nói đi theo ta đến nội thư phòng bổn quan muốn nói chuyện riêng với ngươi lại nói thanh dương cung thay đổi thị vệ vòng trong hậu uyển vẫn trong sự bảo vệ của thị vệ thuộc vương nhưng bên ngoài hoàn toàn là thân binh của dương lăng nội bất xuất ngoại bất nhập trả lệnh giết chết không tha. Thân binh của hắn tổng cộng dẫn theo 500 người, lần này lại đều đến 300. Nhưng nếu người ngoài muốn gây bất lợi cho Dương Lăng, thật sự là thuộc vương cho dù phải đến toàn bộ 500 thân binh, Dương Lăng cũng không chút do dự. Bởi vì chỉ cần thuộc vương ở trong lòng bàn tay của hắn thì đó chính là sự bảo đảm lớn nhất cho sự an toàn tính mạng của hắn. Những kinh quân tinh nhẹ này giống như được đúc ra từ cùng một khuôn, ngoại hình sắp xỉ nhau, cùng Dương Lăng chém giết qua bao nhiêu chiến trường, thì cái loại sắt ký lạnh thấu xương này người khác không thể nào bắt chước được. Ngoài ra, khi so với thị vệ vương phủ thì cùng có vẻ uy vũ nhưng về khí chất lại phân biệt cao thấp rõ ràng. Đội nhân mã này tuy ít nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác đây là những chiến sĩ máu tanh có thể lấy được một trọi mười thực sự là tinh nhuệ trong quân đội. Mặc dù trên khuôn mặt họ mang nụ cười đầy ôn hòa nhưng bất kể đạo sĩ thanh dương cung ở bên ngoài hay là thị vệ vương phủ vòng trong đều hữu ý, vô ý, giữ khoảng cách với họ, không dám khinh ý tới gần. Lưu lại bồng chùy, miệng nhai cọng cỏ xanh, kiếm mua chân đứng trên đài thuyết pháp, nhìn ra xa xa lầm bẩm. Sắp xuất phát rồi chứ, còn bà nó chứ, lúc này không thể xuất trình cùng đại nhân. Đứng đây làm thị vệ, thật đức chết người ta đi được mà. Bên cạnh một người thị vệ khác cười nói, Bách hộ đại nhân, hầu ra không phải đã nói rồi sao. Ngài bảo vệ tốt nơi đây, chính là một công lớn, trở về nhất tình, ghi ngài công đâu Lưu Đại Bổng Trùy chừng đôi mắt hạt đầu của mình cười mắng. Người thì biết cái gì? Người không biết được rằng đi đánh trận cùng đại soái nó đã nghiền như thế nào đâu. Hà giận này, thú vị này, quái trí như thế nào đâu. Người đúng là kẻ kém hiểu biết mà. Người nọ hi hì hì cười không hề lên tiếng. Mà lúc này phía sau chuyển tới giọng nói điêu hoa mà nhõng nhẽo. Các người, các người thật to gan, mắt bị mù cả rồi sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra ư. Vậy thì chém sạch đầu các ngươi đi. Lưu đại bổng truyền nhìn lại chỉ thấy hai thị vệ trong tay hàn quang bắn ra bốn phía hai thanh phóc đao sáng như tuyết chạm vào nhau đang ngăn một thiếu nữ áo xanh phía sau thiếu nữ còn có hai tiểu nha đầu khác đi theo sợ đến mức mặt mũi trắng bệch Lưu đại bổng truyền ngậm gốc cỏ chậm gì gì mà đi tới hỏi chuyện gì xảy ra vậy hai thị vệ vẫn đang canh gác cầm đao ngăn thiếu nữ lại cũng không quay đầu lại mà nói bẩm bách hộ vị cô nương này muốn rời thanh dương cung Cô gái kia mắt thành trận lên, trừng mắt nhìn đi nói. Người chính là thủ lĩnh của bọn họ sao? Kêu người của người cút ngay cho ta. Bổn cứ nương muốn ra ngoài một chút kìa. À. Lưu đại bổng trùy, nhổ cây cỏ đang ngậm trong miệng ra. Hai tay sờ vào cái bụng trầm xoe. Dường như đã làm mất hẳn cái eo của gã vậy. Vậy người có biết bổn quân gia là ai không? Tiểu cô nương tức giận đến muốn nổ tung. Chỉ vào cái chóc mũi cao nhọn, xinh xắn của mình nói ta là nữ nhi của thục vương là tứ xuyên quận chúa nhà ngươi nhà ngươi có mắt như mù lưu đại bồng trì chớp đôi mắt hạt đậu giơ ngón tay cả rốt ra chỉ lên cái mũi củ tỏi của mình nói ta là thân binh của đại soái sơn đông đại bồng trì đồ nhóc con có mắt như mù ngươi ngươi cái đồ hồ đồ ngay cả dương lăng nhìn thấy ta cũng không thể vô lễ như vậy thục vương phạm phải pháp gì đến nỗi cả nhà phải làm làm phạm nhân của ngươi thế này chu tương nhi giận dữ hét lên lưu Đại vòng Trùy nhanh chóng nghiêm chỉnh khuôn mặt nghiêm nghị nói đại soái nói vương gia bệnh nặng thế tử bị bắt tình thế vô cùng nghiêm trọng chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay thì thục cánh tứ bề báo hiệu uất ổn sự tình trọng đáy vì kế an toàn của vương gia trước khi mình định phản loạn tự châu nơi ở của vương gia sẽ dựa theo chế độ của quân nhân quận chúa nói đúng rồi tôi là một kẻ hồ đồ chỉ biết cứng đầu xin quận chúa đừng chấp nhận kẻ hồ đồ này Chu Tương Nhi bị gã chọc tức đến nỗi không còn cách nào cả, dừng lại một chút rồi tự tìm lối thoát đi. Được, được, người chở đấy, cái đồ khốn kiếp này, leo lên khâm sai cũng giỏi rồi. Dám mạo phạm ta như vậy, đợi Dương Lăng trở về, bổn con chúa bắt hắn phải quỳ xuống, liếm đầu con chân của ta kìa. Chu Tân Hãn, chị hạ bình tĩnh, mặc dù là vương gia, thế nhưng lại thường xuyên cải trang vui chốn nhân gian. Ông ta còn giáo con trai rất nghiêm ngặt, nhưng lại khá cưng chiều với cô con gái này. Cho nên Chu Tương Nhi cũng thường xuyên trốn ra ngoài vui đùa, nghe thấy những lời thô tục trong phố phường thì cảm thấy rất uy phong lúc này bèn thuận miệng nói ra có điều lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không ổn đôi má mềm mại bóng chốc đỏ bừng lên lưu đại bồng trùy nhìn tiểu cô nương xinh đẹp giống như nụ hoa phù một tiếng vui vẻ mà nói ta chỉ phụ trách an toàn cho vương gia đại soái nếu thích nhấm chân ta cũng mặc kệ chu tương nhi không nói lý được với tên hồ đồ này muốn mắng thế nhưng sợ bị gã được đà tức đến mức dậm chân rồi quay người rời đi lưu đại bổng trì nhìn cô nàng đi xa cười ha hả nghiêm mặt phân phó với hai bên tả hữu làm tốt lắm nhớ trông kỹ cho ta nhất là con chuột kịch ngậm kia hai bên thị vệ cố nhịn cười đồng thanh hô lớn tuần mạnh thuộc vương phủ nguy nga đồ sộ bởi vì đất thuộc giàu có nên trong số vương phủ của chư phiên thì thuộc vương quy mô cũng là lớn nhất gần như chiếm một phần năm trong thành đô toàn bộ kiến trúc xây dựng kiểu tọa bắc chiều nam dựa lưng hướng bắc ngoảnh nhìn hướng nam khắp nơi điện đầu lầu cát xanh vàng rực rỡ lâm viên khéo léo xinh đẹp cầu nhỏ nước chảy chim hót điếu lo trăm hoa đua sắc quả thực là tiên cảnh trốn nhân gian trong đó quốc tỉnh thu hương được vinh dự là một trong 8 đại cảnh quan của thành đô chỉ có điều người hữu duyên thấy được nó chẳng có là bao bên ngoài vườn hoa của cung điện rộng lớn này là một dãy cung thành có dòng ngự hà thông với kim hà chảy chung quanh bên ngoài ngự hà còn có một bức chuyên thành tường gạch gọi là trọng thành ngoài cung môn hai bên đông tây mỗi bên có một tòa đình đông đình được gọi là long ngâm dòng kêu tây đình được gọi là hồ khiếu hồ gầm một tòa kiến trúc khổng lồ như vậy vào thời minh mạt trương hiến trung sau khi vào thục từng coi nó là hoàng thành của đại tây quốc lúc binh bại rời đi trương hiến trung không muốn hoàng cung xa hoa này rơi vào tay người thanh nên đã một mồi lửa tiêu hủy hoàng thành hầu như không còn lúc này Chu nhượng Cận và Thác Bạt Yên Nhiên đang chậm rãi đi trong cung nguyện. Bên cạnh cảnh trí tuyệt đẹp, chim hót vui tai, gió thu dễ chịu mang đến tầng làn hương hoa cúc thơm ngát. Thác Bạt Yên Nhiên thấp giọng nói. Đi tự châu ư, mọi sự tình mình phải cẩn thận. Hiện tại thế tử rơi vào tay đô trưởng man. Tình cảnh của huynh rất khó xử. Nếu là một mặt cầu hòa bãi binh, tổn hại đến thể diện của triều đình, chẳng những không sai không vui, ba thuộc quan viên tất nhiên cũng sẽ bất mãn. Nhưng nếu như huynh chủ trương xuất binh, không khỏi lại bị người khác hoài nghi huynh nhân cơ hội hãm sát thế tử mưu cầu vinh hoa phú quý kìa hey, im lặng là vàng chuyện gì có thể không nói thì bớt nói đi chu nhận cận hôm nay mặc một chiếc áo bảo ống tay bó càng tôn lên đôi môi hồng và hàm răng trắng phong lưu phong khoáng nghe thác bạt yên nhiên nói xong hắn kể vang yên nhiên quá lo rồi chu nhận cận ta lộng dạ vô tư cái gì mà vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là thứ nhất thời Địa vị thuộc vương này Phụ thân chính là tặng cho ta Ta còn ngại người khác khó chịu hay sao Nhưng hiện tại Vương huynh rơi vào trong tay Đám man nhân kia Đó là anh em ruột thịt của ta Dù như thế nào Ta cũng phải nghĩ cách cứu huynh ấy ra Người khác nói như thế nào Ta mặc kệ Thác bạt yên nhiên duyên dáng lời hắn một cái sáng giọng Huynh đấy Chính là cái kiểu Làm theo ý mình này của huynh kia Chứ nếu dựa vào tài học của huynh Vương gia Sao lại không thích huynh cho được Phải biết kiềm chế mình Chu Nhượng Cận lắc đầu khẽ cười nói Tài học, nhân phẩm của Vương Huynh ta đều rất bội phục Vì sao muội thích ta lại không thích Vương Huynh vậy Còn không phải là bởi vì ta cá tính đường hoàng Làm theo ý mình không giống như Vương Huynh Làm người nghiêm túc câu nệ hay sao Thác bạt yên nhiên mỉm cười lắc đầu thở dài Huynh, Huynh thật là... Thế nhưng trong thần sắc của nàng lại trần đầy vui mừng Hiển nhiên Chu Nhượng Cận đã nói trúng tâm sự của nàng Nàng suy nghĩ rồi lại nói huynh vừa đi tự châu ta ở thành đô cũng không có ý vị gì cả hai ngày này lên trở về tiểu kim xuyên sự vụ vương phủ đều an bài thỏa đáng rồi sao chu nhượng cận cười nói chuyện vương phủ không cần ta quan tâm ngày mốt đại quản gia sẽ từ thiểm tây trở lại phụ vương đang tính tu lúc vương huynh không ở đây đều là do ông ta đến xử lý sự vụ vương phủ cả thác bạt yên nhiên không vui nói những quy củ này thật sự là không hiểu ra sao cả đều là con của thuộc vương con cả có thể thay vương gia trừng quán toàn bộ vương phủ nhưng bất cứ chuyện gì huynh một chút cũng không thể còn phải nơi nơi tránh hiểm nghi ngân an điển ngay cả cửa huynh cũng không được phép vào nhưng tọa vị của phụ thân ta thì ta muốn ngồi thì ngồi nghĩ ra cũng thật khiến người ta tức chết mà thác bạt yên nhiên bất bình thay cho hắn thế nhưng chu nhượng cận lại mang một bộ dạng thích thú ha ha cười nói như vậy chẳng phải tốt hay sao ăn ngon mặc đẹp lại chẳng phải sai phái đi đâu cả thật sự để cho ta đi làm những sự tình kia cái gì mà lo liệu sự vụ ngày thường của vương phú đi quản mỏ mối rụng dâu quặng sắt núi bạc mọi thích như vậy hay sao không muốn thất bạt nhiên kinh thường bĩu môi lắc đầu nói không muốn đâu chu nhược cẩn là dòng phượng trong loài người sao có thể với bẩn những tục vật này được chu nhược cận, được nàng ta khen thì mở ở trong bụng không kiềm nổi vô cùng thân thiết vút lên cái mũi của nàng rồi mỉm cười nói muội đấy phụ vương không giao cho ta xử lý những sự tình kia thì muội sợ phụ vương lạnh nhạt với ta phân công việc cho ta mua lại sở những tục sự kia ràng buộc ta <laughs> nữ nhân đúng là mâu thuẫn mà thác bạt yên nhiên hất cao khuôn mặt xinh đẹp nói Huynh huynh có ý gì có phải muốn nói nữ tử và tiểu nhân có mà sống cùng nhau hay sao gần thì vô lễ xa thì oán của nhân thật không lừa ta mà chu nhượng cận bật cười nói muội đấy ta làm gì có cái ý đó nhất định là như vậy rồi tính điêu ngoa của thác bạt yên nhiên lại nổi lên Trách không được Huỳnh nhớ mãi không quên cái răng nam gì mà đại tiểu lâu kia Còn khen công dứt miếng Nữ nhân như cô ta khôn khéo lanh lợi Rất biết rủ dỗ nam nhân Huỳnh muốn sang đông cô ta cấm được sang tây Nếu may mắn bám được một người có địa vị cao như Huỳnh đây Thì miệng lưỡi càng ngọt như miếng lùi Làm sao còn có thể nói nọ nói kia được Khuôn mặt tuấn tú của Trung nhượng Cận lập tức sụ xuống Rồi á à, lại bắt đầu rồi đây Khuôn mặt của Yên Nhiên giống như trẻ Vân Nam vậy Thay đổi thất thường Ai biết câu nào cô ấy nghe vào Thì sẽ không thuận tai chứ Im lặng là vàng Đúng vậy im lặng là vàng Thác bạc yên nhiên nói nửa ngày Thế hắn không rên một tiếng Không khỏi cả giận Huynh huynh trột dạ có phải không Bằng không tại sao lại không nói được một lời như vậy Chu nhượng cận bất đắc dĩ nói Trột dạ cái gì Ý của ta là Ôi yên nhiên Trái tim trời sinh hiếm có có bảy cái động Khiến người ta sợ không thấy đoán không ra Huynh huynh còn nói xạo sao, sao? Chu nhượng cận vội vàng Ngậm miệng lại không nói gì nữa Đúng lúc này một tiếng cười nói vang lên <laughs> Thắc mặt cô nương Lại đang khi dễ nhị vương tử rồi sao Trên đời này cũng chỉ có cô nương mới có thể Chỉ được hắn á khẩu không trả lời được thôi Chỉ thấy Một nam tử trắng niên Bên trên khoác chiếc áo Ống tay hẹp màu đen hở vạt viền tiêu hoa Bên dưới mặc chiếc quần dài rộng ống Cười lớn đi tới Phía sau là một nữ tử trang phục tương tự Thế nhưng màu sắc sáng hơn Đầu đội mũ màu gà Trên đỉnh đầu của nam tử này Có một túm tóc dài khoảng 3 tấc xưng là thiên bồ tát lại dùng chiếc khăn vải bông màu xanh ra trời Và lẫn xanh lá cây vấn đầu bên trái chán nhô ra một cái sừng nhọn cao cao xưng là anh hùng kết tay trái sâu kim đem một cái vòng tay vàng cực lớn tuy nó lúc này khí trời vẫn rất nóng bức nhưng trên vai người này lại khoác một tấm lông cừu thô giống như áo choàng đúng là kiểu trang sức người di tuổi của y phải lớn hơn chu nhượng cận khoảng trên dưới 30 tuổi tuy nhiên người di coi không để dâu là đẹp cứ mọc lên là cạo bỏ đi cho nên cái cầm trông chân bóng nhìn càng trẻ hơn chu nhược cận như gặp cứu tinh lòng vui dạo rực vơ vàng lên phía trước nói à, cát phan ngõ tây huynh đệ tốt của ta huynh cuối cùng cũng tới đúng lúc à nói xong liền ôm y một cái sau đó lại quay về phía sau mỉm cười lên tiếng chào hỏi với nữ nhân di tộc đó là thế tử của ngõ tây tên là cát cổ a gia cát cổ a gia khoác chiếc khăn choàng bằng lông bên dưới mặc chiếc váy dài xếp ly bởi vì chồng của cô Cát Phan Ngoa Tây là con trai của Thổ Ti, thân phận tôn quý, cho nên dựa theo quy củ thân phận lại càng tôn quý, nếp ly trên váy càng nhiều. Váy của cô ta rất nhiều nếp nhăn, đồng thời dài tới mặt đất, khi đi lại, mũi đất tung bay, điều này mới thể hiện được thân phận quý trọng. Ta nhận được tin tức của huynh, lời ngày đêm không ngừng mà chạy đến đây đấy huynh đệ tốt đã, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Cát Phan Ngoa Tây cười dài, nói với Chu Nhượng Cận, Cát Văn Ngõ Tây và Thác Bạt Yên Nhiên có quen biết với nhau, cho nên lên tiếng cười chào hỏi. Mấy năm trước khi từng gặp phải cơn bệnh nặng, vui trong bộ tộc không để chữa khỏi, mắt thấy sắp bị mất mạng, là Chu Nhượng Cận trùng hợp du lịch đến đây đã để cho Lăng Trung tùy thân trị khỏi cho y. Người di tính tỉnh dũng cảm, có ân báo ân, từ đó về sau coi Chu Nhượng Cận như huynh đệ khác họ. Chu Nhượng Cận nói sơ lược một lượt, sau đó tiếp: Ta biết rằng huynh đi qua Lang Tiêu Thành và Cửu Ti Trái buôn bán cùng với bọn họ, Đối với các con đường vào núi nhất định nắm rõ, vương huynh hiện tại đang nằm trong tay của bọn họ, dựa vào sự công kích cứng rắn của đại quân triều đình mà nói, vương huynh nhất định có giữ được tính mạng, cho nên ta mới hy vọng huynh có thể cùng ta đi đồng hành, làm việc tùy theo hoàn cảnh, có lẽ có cơ hội cứu được vương huynh ta ra." Tát Phan Ngõ Tây vừa nghe mặt lộ ra vẻ khó khăn, do dự sau một lúc mới thấp giọng nói: "Huynh đệ tốt à, tin tức vương huynh của huynh bị bắt ta vẫn không biết được." tuy nhiên chuyện người đô trưởng man đối nghịch với triều đình lại chuyển khắp các trại rồi các lão gia thổ ti phần lớn đều giữ <laughs> cái loại tâm tư này nếu ta ra mặt giúp huynh bộ lạc của chúng ta sẽ bị người ta cô lập kìa hai hàng lông mày của chu nhượng cận rủ xuống khẽ thở dài vỗ vỗ vào vai của anh ta nói ta hiểu nhượng cận sẽ không để cho huynh đệ khó xử đâu ta nghĩ biện pháp khác vậy huynh không cần phải khó xử cát phan ngõ tây do dự một chút cắn răng nói được rồi ta đi cùng huynh tuy nhiên ta không thể công khai lộ diện huynh cho ta một bộ y phục người hán đừng cho người khác biết cát phan quát tây ta đi cùng bên cạnh huynh là được chu nhật cận mừng rỡ ôm hắn một cái nói cách hay tàu phu nhân trước mắt thấy ở tạm trong vương phủ ta nhất định sai người chiếu cố đại tàu cẩn thận cát phan quát tây mắt nhìn thắc bạc yên nhiên chu nhật cận hiểu ý mà cười nói yên nhiên là hồng nhan chi kỷ của ta hồng nhan chi kỷ duy nhất chỗ nàng ấy huynh hắn là yên tâm ít phải. Thác Bạt yên nhiên mặc dù thích chọc cái tính nóng này của Chu nhượng Cận, tuy nhiên ở trường hợp công khai vẫn biết giữ thể diện cho anh ta, cũng vội cười nói tự nhiên. Đúng vậy, huynh yên tâm đi, xem hôm nay ta chưa nhìn thấy phu thê các vị đến vương phủ, như vậy thì an tâm rồi chứ. A à, ca. Nội bộ bách quan đất thuộc đối với nghị hòa hay là tác chiến, triệu an hay là tiêu diệt, trước sau vẫn chẳng tranh luận được đến đâu. Các quan viên lấy việc đất thuộc khó đi, tự châu nhiều hung hiểm, Năm đó, 200.000 đại quân không thể vào núi được nửa bước làm lý do đề nghị có thể tạm thời đáp ứng điều kiện của đô trưởng Man, tất cả lấy việc giải cứu thế tử là điều kiện tiên quyết rồi từ từ giải quyết hậu kế. Người phản đối lại cho rằng một khi đáp ứng, chẳng khác nào đô trưởng Man quy định phạm vi hoạt động ở tự châu này, nghiêm nhiên đó tức là quốc gia trong quốc gia. Triều đình có muốn xuất binh về mặt đạo nghĩa chỉ tạo thành bị động, đã là xuất sư vô danh, hơn nữa các tổ ty bộ lạc khác nếu như học theo từ nay về sau thuộc cảnh sẽ không còn một ngày bình yên nữa Cho nên hai biện pháp tiêu diệt và chấn áp Phải cùng sử dụng Có thể hứa lấy số tiền lớn, thổ địa Và chức quan để chuộc thế tử về Đồng thời lấy vũ lực khùng mạnh Mà áp gần Khiến cho đôi trưởng man từ bỏ điều kiện quá đáng Song phương tranh luận không thôi Tuy nhiên một nhận thức chung cơ bản Đều được nhất trí Đó là người hám rời khỏi tự châu Để cho đôi trưởng man giống như tự thành một quốc gia Điều này tuyệt đối là không thể nào Cho dù thuộc vương đáp ứng triều đình nghe thấy cũng sẽ không đồng ý đô trưởng man đề xuất điều kiện quá mức như vậy tám chín phần mười chính là muốn cò kè mặc cả với triều đình để dễ đuề mà chặt đẹp muốn cái giá cao hơn dương lăng sớm đã đoán được ngồi đây đơn phương thảo luận như vậy căn bản sẽ không cho ra kết quả gì y cố gắng công khai thảo luận chính sự như vậy chỉ là bởi vì lần đầu tiên nắm quyền to tránh cho người ta cảm giác mình chuyên quyền độc đoán bảo thủ mà thôi hắn ngồi ở vị trí đầu tả hữu hai bên bưng thượng phương bảo kiếm và ấn tín khâm sai được bọc bởi tấm lụa vàng lặng lẽ đợi đến khi hai bên tranh luận đến mức không thể dàn xếp được vị khâm sai đại nhân này mới vỗ bàn một cái quyết đoán nói đánh hay không hãy xuất mã trước rồi tính chúng ta ở đây thương lượng ra một trăm chú ý cũng phải để cho người đô trưởng man chịu đáp ứng mới được một mực ở đây thảo luận há chẳng phải là lý luận xuông hay sao người đô trưởng man ở đâu ở trong cái rừng sâu núi thắm tự châu kia ý kiến của hai bên các vị bổn khâm sai đã nhớ kỹ rồi đợi đến khi tự châu rồi thăm dò ngọn nguồn của người đô trưởng man mới có thể lựa chọn ra được bổn Câm sai hiện tại tuyên bố do đô chỉ huy sứ lý sâm dẫn theo đại quân bảy vạn lập tức xuất phát đi tự châu nơi đó hiểm trở eo hẹp phái đi một trăm vạn quân đối có thể trực tiếp giao chiến với người đô trưởng man cũng chỉ có hai vạn người 7 vạn quân đối xem như cũng đã dư giả rồi đồng thời bổn Câm sai và nhị vương tử bố chính sứ tham chính phong đại nhân thành đô đồng trinh ngũ đại nhân sẽ đi tự châu bố chính sứ an đại nhân ám sát sứ lục đại nhân sẽ ở lại thành đô chủ trì đại sứ người đi theo có bố chính sứ nha môn có người của thành đô chi phủ nha môn quan trọng nhất là thuộc vương thế tử cũng tùy quân đồng hành mọi người có có thể có ý kiến gì hay không đấy vậy là song phương tranh cãi dạ vâng lui ra dương lăng vừa thấy phất tay áo quát tức khắc cũng khởi hành đi tự châu văn võ quan việt các tỷ người nào chậm trễ quân lệnh của bồn hầu giết không tha thoái đường bảy vạn đại quân phải triệu tập từ các nơi quân lệnh chuyển xuống, quân đội tự hành tới tự châu đại mệnh. Quân đội xuất phát thành đô phủ tuy 15.000 người, thế nhưng 15.000 người này cũng rất trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa, phía sau đoàn quân còn kéo thêm những khẩu đại pháo trông đến dọa người. Nhưng đám sĩ tử quan viên có kiến thức tại địa phương nhìn thấy lại lắc đầu. Vị khâm sai đại nhân này còn tưởng là đang ở phương Bắc đánh thất tử hay sao? Chỗ ở của người đô trưởng man hiểm yếu vô cùng. Đám binh lính đi đường đều đã vất vả khó khăn những khẩu đại pháo to lớn nặng nghìn cân này, nếu hắn có thể đem vận chuyển vào núi một khẩu, đó cũng đã là kỳ tích rồi. Về phần nó có tác dụng với thành lũy do thiên địa tạo ra hay không, những hiểm quan do vách núi, vách đá có thành kia hay không, thì lại chỉ có ông trời mới biết được. Dương Lăng lại chẳng hề để ý, căn bản là kệ người bên ngoài nhìn hắn như thế nào. Đại Minh từ lúc dựng nước đã giống như một đôi oan gia với đô trưởng man. Các trận chiến đã kéo dài hơn 100 năm rồi. Danh tướng phái ra không biết bao nhiêu Quân đội nhiều nhất xuất động Hơn 20 năm vạn Cũng không làm gì được người ta Không có nguyên nhân khác Không phải là người đô trưởng man Có vũ khí sắc bén Cũng không phải là bọn họ Có những trí giả tài giỏi Đám man nhân này Tuy rằng dũng mãnh Nhưng nó lấy một trọi một Một trọi trăm Là có chút khoa trương Nếu thật sự phải đánh trận 30 năm vạn quân Cũng là đủ rồi Vấn đề ở chỗ Nơi đó là vùng khí ho cò gáy Mặc người danh tướng dụng binh như thần Dưới tay hùng sư trăm vạn Nếu như thực sự đánh nhau chỉ có ở phía sau phất cờ hò reo chỉ với con đường mòn ruột dê dài hơn 30 dặm trước thành cửu ti phái vài trăm người núp trong bụi cỏ không ngừng đánh lén thì đại quân của ngươi sẽ không thể đi qua được sự mưu lược của danh tướng đại quân vô địch thì trước cái uy của vùng đất này trước kiệt tác giống như quỷ phủ thần công chỉ có thể thất bại mà quay về mặc cho đám man nhân giống như ăn mày quần áo rách dưới văn minh còn ngu muội tiêu dao ở trong núi cái dương lăng muốn chính là làm cho người ta một loại giả tưởng biểu hiện giả dối, một loại giả tưởng trong chiến lược của hắn không khác gì so với một số người từng bao vây tiêu diệt, diệt trừ đô trưởng man, lấy khinh mạn làm loạn quân tâm. Về phần khả năng thần cơ dự toán của Dương Lăng, phương pháp xuất binh tất thắng này vẫn đang trong thời kỳ ủ men. Hắn cần liễu mưu tận khả năng đưa về nhiều tình báo mới có thể bắt bệnh, bốc thuốc, nghĩ ra phương pháp ứng phó được. Thời Tống khi đại quân chưa xuất trinh, Hoàng đế trước tiên vẽ ra một tấm trận pháp đồ giao cho tướng lĩnh cầm binh bốc thuốc theo đơn lúc ấy bất kể là tướng lĩnh trong quân hay là bách quan trong triều không ai cảm thấy có cái gì không đúng cả nhưng trong ánh mắt của dương lăng điều đó thật là vớ vẩn là dị thường đã tới chiến trường tiền phương binh lực địch ta không thể đoán trước địa điểm giao chiến không thể đoán trước chiến pháp của kẻ thù không thể đoán trước sĩ khí quân tâm thậm chí thời tiết thất thảy đều không thể đoán trước được muốn tác chiến được dựa theo trận đồ đã vẽ trước đó câu lệnh không thay đổi như thế làm sao có thể không thất bại được dưới tình huống thế ấy bây giờ hệ thống tình báo không phát triển tướng soái trước khi xuất chinh sẽ chế định ra những chiến sách chiến pháp cụ thể dương Lăng cho rằng như vậy đồng nghĩa với việc không có tinh thần trách nhiệm cho nên một chút không phải vì thân là chủ soái mà cảm thấy bất an vì đại quân xuất phát mà không có chiến lược cụ thể ngược lại hắn cảm thấy đó là điều đương nhiên đại quân rời khỏi hai ngày ba con khỏe mã từ kinh sư cuốn bụi đuổi tới thành đô chỉ dừng lại trong chốc lát tại khâm sai hành dinh rồi lại đánh ngựa như bay chạy thẳng đến tự châu dương lăng tới tự châu liền dàn xếp trước ngũ đồng chi phụ trách quân nhu quân dụng tiền kỳ hắn là người bận rộn nhất lên tiếng chào hỏi với khâm sai rồi cũng tự đi ăn bài lương thảo lý sâm thì sắp xếp chư quân lần lượt đổi tới đóng doanh trại dựng sa bàn tìm hiểu tình hình người đô trưởng man của các chư huyện lân cận nghị sự cùng các tướng lĩnh trong quân vẫn đến tối mặt tối mày liễu biêu nghe nói dương lăng tới liền lập tức tới tương kiến chờ thân binh của dương lăng dẫn hắn vào trong đại trứng của hắn liễu biêu thấy dương lăng mặc một thân áo vào trắng mềm mại khăn lụa buộc tóc phong độ nhẹ nhàng giống như văn nhân nhã sĩ không thấy một chút khí chất tướng quân nào thế nhưng sau lưng hắn lại là một tiểu giáo úy toàn thân quân phục liễu biêu chắp tay nói với dương lăng tham kiếm đại nhân ngồi đi ngồi đi không cần khách khí nhìn bộ dạng của ngươi như vậy mấy ngày nay buôn ba mệt nhọc vất vả trong ngươi rồi này nếm thử chút nga mi trúc diệp thanh này đi giống như tây hồ long tính thế nhưng hương vị lại rất khác cả uống nước đi lấy tinh thần rồi nói sau vâng tạ ơn đại nhân liễu biêu cười hì, hì trả lời rồi nhận chén trà và uống một ngụm đột nhiên cảm giác tiểu giáo úy sau lưng dương lang kia có chút quen quen ánh mắt nhìn anh ta cũng bất thường liễu biêu cẩn thận nhìn lại một cái một tiểu giáo úy rất tuấn tú môi hồng răng trắng mày liễu mắt hạnh giống như đại cô nương mới 16 tuổi. Liễu Biêu hai mắt sáng lên. Đại nhân kiếm ở đâu ra vậy? Quan lại quyền quý nhiều hảo nam phong. Đại nhân không phải là nữ sắc phẩm nhiều rồi nên muốn nếm chút vị luyến đồng đấy chứ. Khi đó hảo nam phong là loại thời thượng cũng không chịu sự kinh bể của người đương thời. Cho nên Liễu Biêu liền cười dấu xa suy nghĩ. Không ngờ tiểu tử tuấn tú tu đó thấy anh ta nhìn mình đột nhiên hé miệng cười rồi trừng mắt với anh ta. Nụ cười này chắc chắn là của nữ nhân rồi Liễu Biêu đột nhiên trừng lớn mắt Phù một cái khiến miếng trà phun ra bên ngoài Đây đây không phải là Tống Tổng Binh hay sao Liễu Biêu ngạc nhiên nói Tống Đại Nhân không phải ở lại thành đô hay sao Đầu có nghe nói Lang Binh cũng tới tự châu đâu Dương Lăng quay đầu lại nhìn Tống Tiểu Ái Ha hả mà cười nói Ngay cả ngươi cũng qua mắt được hay sao Vậy là tốt rồi Trước mắt chưa nói ra ngoài Lang quân đi trong thập vạn đại sơn Như dẫm lên chân đất bằng vậy ở nơi này chắc cũng có thể phát huy công dụng ít nhất thiện hơn quan quân chúng ta ở trên trận chiến vùng núi hay rừng cây kìa đây là một nhánh kỳ binh của ta dùng như thế nào ta vẫn chưa nghĩ xong chỉ chờ tin tức của ngươi thôi liễu biêu định thần lại lúc này mới cười khổ nói người của ti chức đương nhiên sẽ không đặc biệt chú ý đến thám thính tin tức của đại nhân ngài tuy nhiên hành tung của ngài chúng ta vẫn luôn để ý có thể qua mặt được tay mắt của bọn họ công phu vào mặt này của đại nhân cũng đủ lợi hại rồi lưu biêu hớp một miếng trà rồi buông chén xuống đem tình báo mà thủ hạ mình thu thập được tổng hợp lại một chút rồi nó lại chi tiết với dương lăng dương lăng một bên nghe một bên ghi lại những yếu điểm lên giấy nào là địa điểm người đôi trưởng man tập trung cư trú sự phân bố của bộ lạc sự cấu thành của thôn trại tỷ lệ đại khái giữa nam nữ già trẻ thực vật ưa thích phong thổ nhân tình phong tục tập quán thậm chí có những ngày hội nào cùng với tôn giáo tín ngưỡng nào đây đều là những vấn đề mà trước kia khi tiêu diệt và chấn áp đôi trưởng man các tướng quân không chú ý lắm dương lăng đều không rõ chi tiết nên không độ sót điểm nào trước đây bọn họ thường cư trú giữa các huyện lân cận như giới cao cũng quân liên trường ninh giang an và huyện nhung sau khi xung đột với người hán liền đi cướp tứ phương giết chết mấy trăm lương dân cướp bóc rất nhiều lương tháo cũng có người nhân cơ hội mà gian dâm với phụ nữ sau đó tụ lại ở các nơi hiểm yếu như đô đô trái lăng tiêu thành kiểu ti thành tuy nhiên sau khi thế tử bị giam bọn họ hồi như có ỷ vào cho rằng quân binh không dám đả thương đến bọn họ mà hoa màu ở thôn trái một số đã sắp chín rồi cũng cần thu gặt cho nên rất nhiều người đã trở về ngoài mấy chỗ hiểm yếu như đô đô trái cửu ti thành lăng tiêu thành mà đại nhân đã biết rõ ra tụ tập có trọng binh của đô trưởng man còn có bạc vương sơn thời đường tống ở giữa sườn núi trên ngọn núi chính cai sơn có xây dựng một khu trại lớn bằng đá khu trại này xây bao quanh núi tảng đá lớn làm tường cao chừng hơn trướng Bên trong thành diện tích hơn trăm mẫu Dựng nhiều cổng trại lớn nhỏ Vì vậy được gọi là thạch đầu trái Bốn xung quanh núi là dốc đá Dốc thẳng đứng luôn Dưới chân núi không có đường Duy chỉ có giữa Tây Quan Khẩu và Sáp Kỳ Sơn Là có hải đạo có thể đi lên được Còn hai bên con đường nhỏ lên núi Tường thành bằng đá lớn kéo dài mấy trăm mét Có thể nói là dễ thủ khó công kìa kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập uh, 200 119 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Uh, như các bạn biết thì bộ tiên hiệp uh, mình cũng đã hoàn thiện xong và bây giờ mình sẽ chạy bộ ngược về minh triều. Mình sẽ đọc liên tục luôn, uh, ít nhất là hai tập một ngày. Uh, nhưng mà hiện tại là vẫn đang dính một số cái chương của nó bị uh, kiểu dịch con vớt đấy, một số trang nó không có đầy đủ. Thế là mình sẽ cố đọc, nó sẽ không được nhanh và nó không được chuẩn chữ nên lắm đâu. Nhưng mà chắc còn mấy chương nữa thôi là sẽ sang phần dịch chuẩn rồi cũng sẽ cố gắng chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại